ngợi khen Chúa. Lâu lâu cũng là dịp để mình ôn lại bài cũ. Vậy cái chữ Giê-xu là tên Do Thái, nó có nghĩa gì? Chắc chắn nhiều người biết, các em nhỏ thiếu nhi thì nó được dạy rất kỹ. Chữ Giê-xu có nghĩa là Thiên Chúa cứu độ. Còn Chúa Kitô là một tước hiệu mà người Do Thái dùng cho tất cả những người nào được chọn để sức dầu, tức là đấng được sức dầu, hay gọi là đấng thiên sai. Mình ôn lại cái đó bởi vì thấy có khi đọc là Chúa Giê-xu là đấng Kitô. Giê-xu là tên riêng, Kitô là cái chức tước. Một điều ôn lại thứ nhì nữa, đó là đời sống thiêng liêng là gì. Ai trong nguyện đường này cũng đang ước mơ mình có đời sống thiêng liêng, và có người tự hào tôi đã có đời sống thiêng liêng. Bằng ấy tuổi đầu không lẽ không có. Nhưng thử hỏi đời sống thiêng liêng là gì? Bắt đầu lúc nào? Có phải lúc rửa tội không? Lúc rửa tội thì bắt đầu cuộc sống đời đời, nhưng chưa chắc đã bắt đầu đời sống thiêng liêng. Đời sống thiêng liêng là đời sống mà trong đó từng người, quý ông bà, anh chị em tin rằng mình được Chúa yêu thương. Rất đơn sơ, chỉ có vậy. Nhưng nhiều khi mình không được nói, không được giải thích, mình không biết. Bao lâu mình đọc bao nhiêu kinh mà mình vẫn không tin rằng Chúa thương mình. Chưa có đời sống thiêng liêng. Mình đối xử với người khác thật tốt, thật bác ái mà mình vẫn không tin rằng Chúa thương mình. Mình chưa có đời sống thiêng liêng. Đó là điều ôn tập thứ ba. Điều cuối cùng là nói trưởng thành về đời sống thiêng liêng là ra làm sao. Như vậy phải ôn lại trưởng thành về đời sống con người nhân bản. Nhìn một em bé, nó còn bé chừng nào nó càng lệ thuộc vào cha mẹ và người lớn chừng đó. Nhưng khi nó tự đứng được, bắt đầu đi chạy nhảy, và càng lớn lên thì nó càng không lệ thuộc nữa. Như vậy có nghĩa là chữ independence, sự độc lập của nó được hình thành song hành với sự trưởng thành. Càng trưởng thành thì càng độc lập. Độc là một mình, lập là đứng, không cần ai nữa. Nhưng đừng áp dụng cái đó vào đời sống thiêng liêng. Đừng nghĩ rằng nhờ tôi đọc kinh, dự lễ, dâng các bí tích, làm việc bác ái, tôi có thể đứng một mình. Lầm to. Đời sống thiêng liêng trưởng thành khi nào mình càng cảm thấy phải nhờ vào Chúa, chứ không đứng một mình nổi đâu. Đó. Như vậy hôm nay tôi nói để đưa câu chuyện của Thomas ra. Cứ xảy ra 8 ngày sau khi cái đêm vọng phục sinh là chúng ta lại nghe câu chuyện này. Năm nào cũng vậy, rồi lại cứ nhắc nhau. Và lại có người nói cái ông Thomas cứng lòng tin để em chi bị trách oan cho ông. Bởi vì chính Thomas là người một tuần lễ trước khi lên Jerusalem đã hiên ngang nói với mấy người khác, với 11 ông kia: nào, chúng ta cùng lên Jerusalem với thầy để cùng chịu chết với ông ấy. Chỉ có ông Thomas nói câu đó. Cho nên hôm nay ông Thomas tự phụ bao nhiêu thì hôm nay trước mặt Chúa ngỡ ngàng quá, yếu đuối quá, thú nhận là Chúa của con. Ông không dám nói. Và sau khi Chúa chết, ông bỏ đi. Đó là thái độ của một người buồn, không tin tưởng nữa. Bỏ đi. Cho nên không có mặt ở chung với mấy người khác. Thông thường ấy mình buồn thì mình đóng kín cửa phòng lại sao? Không muốn tiếp xúc với ai. Này Thomas bỏ đi. Cho nên xin đừng trách. Khi nói đến tình yêu là không thể nào nói yêu một tập thể. Tình yêu theo tôi hiểu đúng nghĩa chữ tình yêu, gọi là genuine love, thì chỉ có one to one, một với một, chứ không thể nào có tình yêu tay ba. Tình yêu tay ba khó lòng mà có bình an. Chúng ta yêu là yêu từng đối tượng. Chúng ta chấp nhận từng đối tượng và để đối tượng đó bước vào cuộc đời mình, đó mới là yêu. Không thể nào nói tôi yêu hết mọi người trong cái nguyện đường này giống như nhau, tức là chưa yêu ai hết. Do đó
Tôi tin rằng trong đời sống thiêng liêng, nếu mình tin rằng Chúa yêu mình thì mình học bài học từ Thomas đi. Mỗi người chúng ta đều là Thomas hết. Hãy nhìn lại coi, trong Phúc Âm Thánh Gioan đọc rất rõ, mọi người tụ họp lại, cửa vẫn đóng vì sợ người Do Thái. Mà có 3 ngày sau là được tin rồi. Hai cái bà đem thuốc thơm ra sức xác của Chúa, chạy về nói liền. Bài phúc âm đó Luca thuật lại, hai bà nói xong các ông vẫn không tin. Chứ đâu phải một mình Thomas. Rồi hai bà nhìn vô trong mộ, thấy có thanh niên ngồi trong đó. Người thanh niên hỏi, đi tìm mấy người chết làm chi, đây người sống lại rồi. Hai bà không tin. Hai ông chạy ra xem, có ông Gioan tự thú với mình rằng, tôi nhìn thấy và tôi đã tin. Còn ông Phêrô đâu tin. Và chính vì nhiều người không tin cho nên vẫn tiếp tục đóng cửa cho chắc ăn. Không thôi công an Do Thái nó súng vào. Cho nên lúc ông Thomas nhìn thấy cửa đóng, niềm tin của ông không được nâng đỡ thì ông không tin. Mấy người kia nói Chúa sống lại rồi, Chúa sống lại rồi. Mà ông mới nhìn chung quanh thấy cửa đóng kín mít, ông nào của ông ấy vẫn còn sợ hãi. Làm sao tôi tin? Giống như Pascal, một nhà triết gia người Pháp, lúc bỏ đức tin, ông ấy nói mấy người công giáo, người nào cũng nói tôi tin rằng ông Giê-xu sống lại rồi, và chúng tôi cũng sẽ được sống lại như ông. Sao mặt mày buồn xỉ thế? Ít nhất hãy cho tôi thấy cái mặt vui vẻ của các người. Đúng chứ không sai. Hai ông đi trên đường Emmaus cũng nghe câu chuyện mộ trống, nghe chuyện thiên thần hiện ra báo với mấy người phụ nữ, chạy về thuật lại, không tin. Chúa Giê-xu hiện ra không nhận ra. Đến lúc người bẻ bánh cùng một cái cách bẻ bánh, lúc đó mới mở mắt ra. Cho nên mình phải mang ơn ông Thomas, là vì qua ông Thomas mà tất cả những lần mình không tin đều được Chúa xét đặt, Chúa đoái thương để gặp mình. Đối với Chúa mỗi người đều quan trọng. Nếu mình không cố ý tránh, nếu như ông Thomas bỏ đi luôn thì sao? Sẽ không có ngày hôm nay. Nhưng cái hay là ông còn trở về mặc dù không tin. Do đó Chúa sắp đặt từng cá nhân một trong cuộc đời mình. Tôi tin rằng Chúa sẽ can thiệp vào từng người nếu người đó không quay lưng đi. Cho nên trước mắt Thiên Chúa mỗi người đều đáng kể. Chứ đừng nói làm gì Chúa biết tên tôi. Tôi lẫn trong một số mấy chục ngàn người Việt Nam tị nạn ở Úc, mấy triệu người Việt Nam ở hải ngoại, rồi 80 mấy triệu người Việt Nam nói chung, làm sao Chúa biết? Hãy nhớ Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị nói với các bạn trẻ, hãy tạ ơn Chúa và vui mừng vì Chúa biết mặt con trước khi con sinh ra đời, và Chúa biết tên mà cha mẹ sẽ đặt trước khi con chào đời. Đó là niềm tin. Mình đâu chứng minh được, nhưng mình tin. Riêng tôi tin rằng trước mắt Thiên Chúa mỗi người đều đáng kể, đều đáng được trân quý, đều đáng được yêu mến. Không ai là Chúa bỏ hết. Vì thế hãy vui mừng. Có thể mình là ông Thomas cuối cùng. Trong cuộc đời mình sẽ có lúc mình không tin, mình phản ứng ngược lại. Nhưng mỗi người nếu không quay lưng lại với Chúa, Chúa đều tìm dịp để nói đến đây, đến đây, xỏ tay vào đây, xỏ bàn tay vào đây. Chắc chắn Chúa can thiệp. Thưa quý ông bà anh chị em, hãy tin. Và khi nào mình tin rằng Chúa yêu thương mình cách cá biệt, lúc đó mình có đời sống thiêng liêng. Nếu không, tất cả những việc mình làm giống như thờ ngẫu tượng, vô ích. Cho nên phải cảm ơn Thomas. Hôm nay cảm ơn cô Thomas vì nhờ cái gương bài học của ông mà chúng ta biết được Chúa yêu thương từng người, Chúa đi tìm từng Thomas, Chúa không bỏ rơi ai. Cho nên tôi cũng thấy ngại ngại cứ mỗi lần phải đọc cái câu là Chúa xin đừng bỏ con. Hình như không đúng,
Câu đó nhiều người bắt chước Chúa Giêsu trên thánh giá để đọc. Chúa có quyền nói với cha Ngài, trong lúc đau khổ nhất, sao cha bỏ con? Nhưng con người mình đã được Chúa nhân từ yêu thương, với lòng thương xót của người sinh ra, không bao giờ Ngài bỏ. Do đó phải xin ngược lại, xin cho cuộc đời con đừng bỏ Chúa.